Xin mến chào các bạn để đón xem kênh của Hải Vũ. Hôm nay Hải quay cái video là cần cầu 50 tấn đang ra cần để cầu quận băng tải nên giá đỡ để giải băng. Mời các bạn cùng đón xem và trải nghiệm. Xin cảm ơn các bạn nhiều.